Rồi em xin kính chào quý anh chị nha. Thì hôm nay em lên sóng hơi trễ nha anh chị, do tại sáng giờ mấy công việc xe nó vào lòm mít không có rảnh, bây giờ mới rảnh đây. Đó, nên hôm nay thì số không nhiều nhưng mà bón cũng được vài sắp rồi. Đầu cái Đắk Lắk ngày 26/9/2023 nha anh chị, của bón 72 đầu tiên. Đó, 272-3232, 63232, 062332. Rồi số 35 Đắk Lắk nha anh chị, 35 94 02 90 rồi 59 17 53 03 và 95. À, quán nôm đây là quý vị, quán nôm đây ngày 26 đây. À, thứ ba đây, quán nôm 20 tà ở đây, 20 tà quán nôm luôn nha anh chị. Đó, còn mấy cái này là còn giờ tà ở đây 5 tà này, cái đây thứ còn 2 tà, 35 còn 1 tà 1 thôi. Đó nha anh chị của bác. Đó, 35 còn có 1 tà 1 này. Đó, thì hôm nay còn mấy số thôi thì em cũng quay cho anh chị mình xem. Đó, mua tà giấy số thì nó cũng quý vị anh chị mua ngày tà giấy vú cũng được. Đó, 2-3 ngày mua 1 tà cũng được. Đó thì mình mua thì có gì đó thì anh chị mình biết đâu nó may rủi thì hay xui nó vào. Đó, 10.000 mà có khi 10.000 thì mua cái viên kẹo mút thôi cho anh chị chứ không có nhiều, mà lỡ nó trúng thì chúng ta kiếm cũng được số tiền lớn lớn đó, cho nên là ai biết được. Đó, một ngày nào đó mình mua nó trúng thì mình lên mình có tiền tỷ nha anh chị. Số 9435 này, số này em cũng rất là thích nè. 35 em cũng lái số đầu này là 435, 19435, còn tà ở đây. Đó, rồi thì số đây, số ngày mai cũng ít nha anh chị. Thứ tư cũng ít, thứ năm mua nhiều. Thứ năm ở bên Quảng Ngãi em mới nhiều số nha anh chị, thứ năm là Quảng Trị đó. Rồi, video đến đây cũng xin tạm dừng, cũng quay ngắn gọn nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Chúc quý vị anh chị may mắn nha anh chị.